Mình xin chào tất cả mọi người. Hôm nay hai anh em mình tiếp tục đi bắt cua. Đây là cái bờ kênh này, gần nhà mình nè. Bữa nay mình theo ông anh mình đi bắt cua nha mọi người. Bắt nhà mở mấy cái ruộng lúa này nè. Anh mình thì bắt chuyên nghiệp rồi. Mình theo hỗ trợ xách cua rồi. Lâu lâu mình mò thẹn hang ha. Cua này là cũng không có nhiều người bắt giống vậy đâu nha mọi người. Mò hang đụng đủ thứ hàng khủng hết á. Hàng mò nhẹ. Đi này tiêu hao năng lượng, khỏi đi tập thể dục luôn các bạn. Eo thon dáng chuẩn luôn. Có điều về người hơi đen xíu ha, mà đen đen thì chắc chắn thật với đeo hết các bạn. Rồi cua lọt rồi các bạn ơi, sao quá. Bờ này hang nào nhìn cũng đẹp hết á. Nhắn bà. Lên liền. Bắt ngoài luôn, khỏi ngoài hang. Lên nha. Rồi mấy cái bờ đất cát nhìn dịch dạch bắt sướng xem nè, khỏi mò. Chụp luôn. Ấy, sướng nha, sướng nha. Rồi còn con nữa không? Không có các bạn. Quay qua mò cái hang dưới này rồi. Nè, hang dưới. Nè. Đó 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 đó. Hi, khỏi cần mò luôn các bạn ơi. Rồi nó chạy vô rồi. Tính là khỏi mò phải ha chứ. Vô. Vô thùng luôn. Bờ này như có hang là có cua các bạn ạ. Ui, cua cái nha. Đây, cua cái nha, bự nha.
đi mùa hang về không còn được mấy người đâu nha các bạn. Ý, đau nha. Hai con luôn các bạn ơi, hai con. Hàng ngon mà cuốn đi ra ngoài này các bạn ơi. Qua đây. Nó bò ngoài gần chỗ, gần hang. Hai con luôn. Có cua không bà? Có à? Mày cận cảnh anh bắt cho đàn xem nha. Bờ này đất hơi cứng nên mò đào tay lắm các bạn. Được cái cảm giác thật các bạn có. Mỗi lần mình kẹp cái là nhăn răng. Nay mình để chủ yếu quay anh mình mò chứ mình cũng ít mò. Các bạn thấy cái hàng đẹp đúng không? Hàng đẹp mà mấy cua có đi ra ngoài không? Ý. Cua cỡ này ngon các bạn ơi, cua ruộng lúa sạch. Thả đi, nhỏ quá. Bắn cua mới dễ nha các bạn. Con nào mà có hàng sau lụm lúa nha. Một cực mà cảm giác sướng lắm bạn. Ôi giời. Tê tái. Thấy nhỏ nhỏ như chứ kẹp đau lắm nha các bạn. Cú cái mà kẹp không nhả.
trận mát mát ra ngoài các bạn ơi. Thường đi mấy lúc trời nắng là mọi hang nào cũng có hết trơn. Bây giờ trời mát mình giật cỏ. Hơi nhỏ quá, thả đi. Thả luôn các bạn ơi. Con nào trẻ bé xinh xinh thả hết. Hàng này có quá anh Thịnh à, có không? Thấy đẹp vậy mình ra ngoài hết rồi. Đi mọi hàng gì thỉnh thoảng cũng gặp cá các bạn ơi. Mà cá trên lúa về là khó ăn, là coi như tuyệt vời. Đó, trên nhớ mẹ. Xe mình để túi đằng kia. Xa quá, không có thấy. Lại trời đèn nắng chói quá. Ơi. Đây. Đây. Mình cũng có tham gia nha. Ở đây bỏ vô sọt. Hàng cứng quá hả? Lên luôn, lên luôn. Tiếp tục, tiếp tục. Hàng này con còn các bạn. Con một. Tiếp tục nữa. Đây, tiếp tục nữa nha. Bỏ vô sổ. Hai ký à, cù bự, cù nhỏ, tím. Ừ.